Hơn 4.000 nhân viên phục vụ trên các tuyến xe buýt có trợ giá ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị truy thu 6 tháng tiền lương năm 2013, tổng số tiền lên đến trên 100 tỷ đồng. Việc truy thu này, các hợp tác xã vận tải xe buýt cho rằng nhiều lái xe sẽ bỏ việc nếu doanh nghiệp truy thu. Cụ thể, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành truy thu phần chênh lệch này trong thời gian 10 tháng. Với số tiền trên 100 tỷ đồng đối với 12 doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Liên quan tới vấn đề này, các doanh nghiệp cho rằng khoản tiền chênh lệch này là tiền lương nên các đơn vị đã chi hết cho người lao động. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt không thể thu hồi hoặc yêu cầu người lao động trả lại tiền lương đã nhận từ năm 2013, bởi như vậy sẽ trái với quy định của Bộ luật Lao động hiện nay. Ngoài ra, các đơn vị vận tải xe buýt đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức 2,35 triệu đồng một tháng, căn cứ vào mức lương tối thiểu được điều chỉnh theo nghị định của Chính phủ. Các doanh nghiệp cũng khẳng định nếu truy thu sẽ gây bất lợi cho người lao động. Việc truy thu cũng sẽ gây khó khăn đối với xã viên nhóm xe 12 chỗ bởi chủ trương của Sở đã ngưng trợ giá từ tháng 10 năm 2013. Trong khi hiện tại có tới 300 xe 12 chỗ hoạt động trên 15 tuyến đường, nếu việc truy thu xảy ra thì các xe này sẽ rời bỏ doanh nghiệp.